nghèo còn hơn có tiền giờ cô đơn. Dạ vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Quý vị và các bạn thân mến, mọi người hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Ở trong clip này, Minh Vũ đang test chất âm con lọc DBX hàng thương hiệu của Mỹ, model là 2231. Đây là đời cao cấp nhất của dòng DBX rồi nhé. Cặp loa vừa nãy Minh Vũ đang test là cặp loa Bass 25 tép neo. Đây, chất âm rất là hay luôn. Với cái mức giá chỉ có 2 triệu đồng, chỉ có 2 triệu đồng thôi, là các bác có thể sở hữu một con lọc DBX đời cao cấp nhất rồi, hàng bãi. Hôm trước Minh Vũ có lên sóng và quay rất là chi tiết về cái nội thất bên trong. Anh em nào chưa xem thì có thể vào clip trước hoặc nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cho các bác nhé. Chỉ là một mình dưới. Clip này thì Minh Vũ đang test cho một bác khách ở trên Bắc Giang. Đừng khóc làm chi. Đừng khóc làm. Ở đối với dòng lọc này thì cái phần cắt giải quay nó rất là sâu. Mình cắt đến đâu là mình cảm nhận được luôn đến đấy. Đấy. Cắt hết tép rồi nhá. Một mình tôi lẻ loi. Nghèo còn hơn có tiền giờ. Đấy, còn đây là phần trung này. Đấy, anh em nghe sướng không? Nó cắt đến đâu mình cảm nhận được luôn đến đấy. Và cái dòng lọc này ấy, thì cái chất âm của nó nó nghe nó không có kiểu nó bị xé tiếng như những cái dòng lọc gọi là hàng đặt anh em nhé, hàng đặt là hàng mới đấy ạ. Còn hàng bãi này thì chất âm nó khác hoàn toàn. Cắt hết bát luôn nha mọi người nhé. Chỉ có 2 triệu thôi. Anh em nào muốn sở hữu cho mình một con lọc Equalizer hàng thương hiệu của Mỹ này, model là 2231, thì hãy liên hệ với Minh Vũ qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Cái giá em đưa ra là cái giá rẻ nhất thị trường rồi, anh em có thể tham khảo. Rồi, clip này thì xin được ngắn gọn tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.